hello các bạn đang xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật may mắn và thành công. Thì hôm nay mình quay cái video này có mục đích là mình khoe một cái cây rất là đặc biệt nha các bạn. Như các bạn đang thấy trong hình, chắc là các bạn cũng thấy có một sự khác biệt rồi phải không? Sự đặc biệt. Đây là một cái cây của mình. Nó mới có bé tí thôi mà nó đã ra bông rồi nè các bạn. Đây là cái cây sớm nhất của mình luôn. Hồi trước mình trồng cũng nó bự lắm rồi, nó từ cây gieo hạt bấy có chút xíu này nè, tới lúc mà nó bự lắm rồi nó mới có bông. Còn cây này nó mới có chút xíu mà nó có bông rồi nè các bạn. Chúng ta xem bông này là bông đực hay cái nha các bạn. Cái nhị của nó tròn tròn, có thể là bông đực nha các bạn. Như trong video lần trước, không biết là lúc mà cái video này lên là mình có lên cái đoạn video mà phân biệt cái cách phân biệt cái bông đực và bông cái chưa. Thì cái này là bông đực nha các bạn, do cái nụ của nó tròn tròn à, chứ mình cũng chưa chắc nữa. Cây mới có chút xíu à, cây này chắc chừng được 2 năm tuổi nha các bạn. 2 năm tuổi là nó đã có bông rồi nè. Cái này gọi là dậy thì sớm. Thì bữa giờ mình cũng khá là bận nên mình cũng không có quay video hay là mình bán hàng gì nhiều mấy nữa. Nhiều bạn cũng inbox hỏi mình là khi nào mà mình bán lại vân vân. Nhưng mà mình xin trả lời luôn là cái công việc của mình nó thật ra là có trong những cái kênh fanpage của mình á, mình có để là cuối tháng 10 mình sẽ bán lại. Nhưng mà cuối tháng 10 chỉ là mình để dự đoán thôi, chứ không phải là đúng cuối tháng 10 là mình sẽ bán lại nha các bạn. Nên các bạn thông cảm giúp mình, giờ mình bận quá, mình không có thời gian mình bán mình chốt đơn rồi gói cây cho các bạn được. Với lại bây giờ là hạt lá mắm của mình đã gieo hết rồi, chuẩn bị có đợt hạt mới, nhưng mà cây nó mới vừa ra bông thôi chứ chưa có đậu trái. Nên chắc cũng phải 2 tháng nữa mình mới có hạt lắp ấm rồi nha các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình cái hạt mà của cây bể kẹp á, thì mình xin trả lời là bây giờ chưa có đợt hàng mới, đợt hàng cây bể kẹp. Ủa, cái đợt hàng mà hạt cây bể kẹp về nha các bạn. Nên các bạn ráng chờ đợi nha, chứ bây giờ mà có nhiều bạn bạn không có tin, hình như là nhiều khi các bạn cũng chưa xem video của mình. Sau đó các bạn mua cái hạt giống mà cây bể kẹp trên mạng về, các bạn hỏi mình. Nhưng mà lúc mà mình kêu mình nhờ các bạn mở cái gói hạt đó ra, các bạn chụp hình giúp mình, thì thật ra là cái hạt đó cũng không phải là hạt của cây bể kẹp nữa các bạn. Họ trộn hạt gì á mình cũng không biết nữa. Nên khi nào mà có đợt hàng hạt cây bể kẹp về thì mình sẽ mua, mình sẽ review cho các bạn thôi. Nên các bạn cũng không phải là quá sợ mình ém hàng hay gì hết á. Mình cũng định làm video về hạt cây bể kẹp rồi, nhưng mà giờ chưa có anh em nào order về đó. Vì thứ nhất là cái hạt cây bể kẹp á, cái cây bể kẹp nó rất là khó ra hạt ở Việt Nam. Do cái đặc tính của nó là nó có cái thời gian ngủ đông các bạn. Sau khi mà nó ngủ đông xong á là nó sẽ ra hoa, cho nên nó ra hạt. Thì mùa đông nó sẽ ngủ và mùa xuân nó sẽ kết hạt, nó ra bông và nó sẽ ra hạt. Và đương nhiên là trong video lần trước mình cũng đã nói rồi là cái cây bể kẹp là phải thụ phấn chéo thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ đậu hạt lên. Có đợt mình cũng tự thụ cho nó luôn, nhưng mà cái trái nó không có chất lượng các bạn. Một trái nó chừng có 1-2 hộp gì à. Rồi đợt đó mình gieo nó cũng không có lên luôn. Rồi hôm nay thì mình được về sớm một chút nên mình quay video và mình khoe cái cây có bé xíu của mình mà nó đã có bông. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nha. Rồi, chắc mình công việc của mình cũng còn khá là bận rộn nên mình sẽ ít làm video lại. Với lại nha,
Với lại có bạn hỏi mình là cái cách mà để thay chậu cho cây nắp ấm rồi đó. Thì thực ra là các dòng cây bắt ngồi nó đều có một cái phương pháp, đều có chung một phương pháp thay chậu hết á. Nên các bạn có thể coi cái phương pháp mà mình thay chậu cho cây bế kẹp, các bạn ứng dụng vô, các bạn thay chậu cho cây nắp ấm cũng được, không có sao cả. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha.